Một món quà kế tiếp sau đây sẽ không chỉ đến từ các khách mời của chúng tôi, mà đây là một món quà rất đặc biệt đến từ đương kim đại sứ áo dài Dory năm 2019. Một bạn nhỏ năm vừa qua, năm 2019 đã tặng quà với cương vị cao nhất của chúng tôi. Tuổi rất nhỏ nhưng tài năng thì cũng rất nhiều. Và chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị phần tiếp theo của chúng tôi, một món quà với tiết mục múa còn là đến từ đương kim đại sứ áo dài nhí Dory năm 2019, đại sứ áo dài nhí Phùng Hiểu Anh. Đây là thành quả của mình và buổi tối ngày
vui, và có thể dành cho ba đại sứ nhí hay